mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói thì có một vị kỳ mục kia đến lạy người mà thưa rằng: Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó thì nó sẽ sống lại. Chúa Giêsu trỗi dậy và cùng với các môn đệ đi theo ông ấy. Và này có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã 12 năm, tiến lại đằng sau người và chạm đến gấu áo người. Vì bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm đến áo người thôi thì tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: Này con, hãy vững lòng, đức tin của con đã cứu thoát con, và người đàn bà được khỏi bệnh. Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng: Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi. Họ liền nhạo cười người. Và khi đã xua đám đông ra ngoài, người vào cầm tay đứa bé và nó liền trỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy. Thiên Chúa yêu thương con người. Với tựa đề Nơi Chúa, họ tin tưởng, tuần báo Kinh tế Viễn Đông số tháng 6 năm 1996 dành 2 trang để nói về sự hồi sinh tôn giáo tại Việt Nam. Tựa đề của bài báo lấy lại dòng chữ mà người Mỹ vốn cho in trên đồng tiền của họ: Nơi Chúa, chúng tôi đặt tin tưởng. Nếu với người Mỹ Chúa là một ngôi vị cá biệt, thì Chúa theo tạp chí Kinh tế Viễn Đông lại là thể hiện của một nhu cầu tôn giáo cơ bản nhất của con người, không gì có thể dập tắt nổi. Con người khao khát Thiên Chúa, hay đúng hơn Thiên Chúa đã tạo dựng con người. Với nỗi khao khát vô biên ấy, con người không ngừng tìm kiếm Thiên Chúa, hay đúng hơn chính Thiên Chúa không ngừng lôi kéo con người đến với Ngài. Thiên Chúa yêu thương con người, tình yêu của Ngài vượt trên mọi thước đo, mọi dự đoán, mọi tưởng tượng của con người. Đó là tất cả những gì Chúa Giêsu đã đến để mặc khải cho con người. Tin mừng hôm nay ghi lại một vài cử chỉ của Chúa Giêsu đối với con người. Một vị kỳ mục đến xin Ngài cứu đứa con vừa chết. Người đàn bà mắc bệnh loạn huyết, chỉ khấn thầm và sờ đến gấu áo của người. Cả hai đại diện của đủ mọi tầng lớp mà Chúa Giêsu gặp gỡ hàng ngày. Ngài không loại trừ bất cứ hạng người nào, bất cứ giai cấp nào trong xã hội, bởi vì tất cả đều là đối tượng của tình yêu Thiên Chúa. Vị kỳ mục đã tìm đến với Chúa, người đàn bà đã len lỏi giữa đám đông để sờ vào Ngài. Đó là hình ảnh của sự tìm kiếm mà con người không ngừng thực hiện để đến với Chúa. Nhưng thật ra, chính Thiên Chúa mới là đấng đi bước trước để đến với con người. Phép lạ đã diễn ra như một kết quả của lòng tin. Đức tin của con đã cứu chữa con. Nhưng cũng chính niềm tin đã giúp con người khám phá ra phép lạ. Thiên Chúa không ngừng thực hiện vì yêu thương con người. Qua một cơn hải trình cam go, những người có niềm tin đã nhìn vào sự sống sót của mình như một phép lạ của tình thương. Những giờ phút hãi hùng trong cuộc sống, những thử thách phải trải qua, những đau khổ phải gánh chịu,
đó là những phách mạnh trong bản trường ca về tình yêu Thiên Chúa. Có trải qua những giờ phút ấy, chúng ta mới nhận ra được cánh tay đỡ nâng của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta một đức tin sáng suốt, để chúng ta không ngừng nhận ra tình yêu của Chúa và dâng lời cảm tạ Chúa.